Thực sự đây là một chương trình rất là nhiều dấu ấn kỷ niệm thời thanh xuân và cho Phúc được quay về khoảng thời gian đẹp nhất của sự nghiệp âm nhạc của mình. Thì Vân Thanh có ra ngoài tâm sự với Nguyễn Minh Cường, Văn Trung, Nguyễn Văn Trung, Ham Đá Trương và Phúc, Vân Hoàng Phúc. Vân Thanh nói là chúng ta phải nắm tay nhau để có một chương trình, trong những chương trình thật sự là chuyên nghiệp bây giờ, cho nên chúng ta sẽ nắm tay nhau và tất cả đều nắm tay nhau và ok để có một cái chương trình thật tuyệt vời, để được công chúng khen thật sự, nhận những lời khen thật sự, thích hơn nhiều. Cảm ơn chương trình Khu Vườn Thanh Âm đã mang lại cho Phúc rất là nhiều trải nghiệm đẹp trong khoảng thời gian âm nhạc của mình. Khách mời của Khu Vườn Thanh Âm đều là những nghệ sĩ mà bề dày hoạt động của họ quá là lâu năm, và những cái tác phẩm mà họ mang đến cho làng giải trí cũng quá là nhiều đi. Một đêm thì sẽ không bao giờ nói hết được. Chương đề nghị là chương trình này làm chừng 100 tập thì chắc đủ. Chung nhận thấy chương trình đã mang lại cho mình một cái niềm vui tinh thần rất lớn. Khi mà mình được sống lại, mình được nhớ lại những câu chuyện mà mình tưởng như mình đã quên. Có những điều rất thú vị mà Chung mong muốn được kể, được nhớ lại, Chung mong muốn được nhớ lại và được kể đến với mọi người. Phải là một phần của Khu Vườn Thanh Âm, phải đắm chìm trong không gian âm nhạc của Khu Vườn Thanh Âm thì mọi người mới có thể hiểu rõ ràng hơn những gì mà Cường cũng như là chương trình truyền tải. Cho nên rằng hãy luôn luôn đặt một lịch hẹn vào lúc 19:30 mỗi Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 để đón xem Khu Vườn Thanh Âm nhé. Cảm ơn khán giả đã đồng hành với Khu Vườn Thanh Âm, và chương trình được phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 trên HTV7. Nhớ đón xem tụi em vào tối Chủ nhật hàng tuần nha. Tụi em sẽ cố gắng tập 1, tập 2, tập 3. Khán giả mà yêu thích thì những tập khác chúng em sẽ đẹp hơn, hát hay hơn và sẽ nhận được nhiều lời yêu thương của quý vị, cũng như sự đồng hành đường dài bởi vì chúng em xuất hiện rất là dài. Và chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 11 tháng 6 trên kênh HTV7. Xin mời quý khán giả và các bạn tiếp tục theo dõi Khu Vườn Thanh Âm được phát sóng vào 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Quý vị ơi, quý vị cũng đừng quên theo dõi Khu Vườn Thanh Âm được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 19:30 Chủ nhật hàng tuần.